的鞋，给了我怕光的眼瞳，赤裸是凉的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。爱情是如雨造化我，情似山执着，我不为这世间众生如何待我，冲破挣脱何以变成些善恶，Trường Nguyệt Tận Minh. Tập 5. Chỉ cần chúng không thể giết được ngươi thì ngươi sẽ có thể sử dụng sức mạnh của chúng. Sức mạnh. Thì ra sức mạnh mà hắn nói là cảm giác như thế này. Đám yêu ma kia đã có thể cho ta sức mạnh thì chi bằng đổi cách sống khác. Tiểu ma thần đã suýt nữa tự kết liễu trong cơn ác mộng. Lẽ nào bây giờ tỉnh lại rồi hắn vẫn không muốn sống? Đàm Đại Tẩn, ngươi làm gì đấy? Vừa hay lấy cô ra để thử sức mạnh của ta vậy. Dì tiểu thư, cô nghĩ ta đang làm gì nào? Tiểu thư, người đâu? Mau đến đây. Cô già giết tiểu thư rồi. Đàm Đại Tẩn,
Nhị tiểu thư, cô nghĩ ta đang làm gì nào? Người không tránh nổi, đang thư thùa may vá đấy chứ.